Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Tưởng không liên quan, hóa ra Vương Hạc Đệ và Triều Lệ Dịnh lại có một điểm chung này. Có thể nhiều người sẽ bất ngờ khi biết Vương Hạc Đệ và Triều Lệ Dịnh từng là tiếp viên hàng không trước khi đóng phim. Sau khi Thường Lan Quyết lên sóng, Vương Hạc Đệ đang trở thành một trong những vị nam thu hút sự chú ý lớn của khán giả màn ảnh nhỏ. Sở hữu ngoại hình điển trai của diễn xuất tiến bộ, sao nam 9X này đang dần lấy lại thiện cảm của công chúng. Thế nhưng ít ai biết được rằng Vương Hạc Đệ từng là tiếp viên hàng không trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Theo đó, cư dân mạng đã đào lại một loạt ảnh của Vương Hạc Đệ thời chưa đi đóng phim. Khi đó anh chàng là tiếp viên hàng không và kiêm luôn vai trò người mẫu chụp ảnh poster tuyển sinh cho Đại học Hàng không Tây Nam Tứ Xuyên. Chưa hết, Vương Hạc Đệ cũng từng làm huấn luyện viên quân sự. Tin tức này đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm rất lớn của cư dân mạng. Ngay từ khi bước chân vào giới giải trí, sao nam sinh năm 1998 này đã gây ấn tượng mạnh với chiều cao khủng cùng gương mặt đẹp trai, nam tính. Vì vậy, đa số cư dân mạng đều cho rằng Vương Hạc Đệ là ngôi sao đúng là không lãng phí tài nguyên, nhưng làm tiếp viên hàng không cũng rất có thiên phú. Nam chính Thường Lan Quyết được nhận xét là có phần giống với đàn chị Triều Lệ Dịnh. Theo đó, trước khi trở thành nữ hoàng rất tinh của màn ảnh Hoa Ngữ, Triều Lệ Dịnh đã từng theo học chuyên ngành tiếp viên hàng không tại một trường trung cấp kỹ thuật. Tuy nhiên, sau này, vì điều kiện gia đình không cho phép, nên nàng Tiểu Hoa đã bỏ học đi làm rồi may mắn bước chân vào showbiz. Từ một cái quê chín hiệu, Triều Lệ Dịnh dần dần xây dựng tên tuổi với loạt phim thành công như Sam Sam Đến Rồi, Lục Trinh Truyền Kỳ, Hoa Thiên Cốt, Minh Lan Truyện. Gần đây, cô nàng quyết định chuyển hình khi xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với vai nữ chính của bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia. Đều là những ngôi sao không được đào tạo từ chính quy, thế nhưng cả Triều Lệ Dịnh và Vương Hạc Đệ đều chứng minh được sức hút của mình khi làm diễn viên. Hiện tại khán giả đang rất mong đợi vào kết quả mà Thường Lan Quyết đạt được khi lên sóng. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.